chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Tuổi Tân Hợi sinh 1971, có phước có lộc trời cho, trúng lớn cực đậm, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, trở mình giàu sang, phú quý. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh 1971 thân mến, lại nói trên đời này cái giới hạn lớn nhất ngăn cản chúng ta bước vào con đường mới thường là chính bản thân mình. Tôi không đủ giỏi, tôi không có tài năng, tôi không quá may mắn. Những dòng suy nghĩ đó luôn quẩn quanh, khiến Tân Hợi dậm chân tại chỗ. Vì cái nơi tại chỗ đấy khá là an toàn, khá là quen thuộc. Tuy nghèo, tuy không phải là cuộc đời mà Tân Hợi muốn sống, nhưng cho bản thân Tân Hợi được lời biến, được nhàn tản trong một phạm vi nhất định và cứ mãi dậm chân tại chỗ. Người sống trên đời không ai sinh ra đã bẩm sinh tài giỏi, muốn giỏi luôn phải trải qua quá trình học hỏi và rèn luyện. Khi Tân Hợi không giàu sẵn, khi Tân Hợi không có tài năng, khi Tân Hợi không có quá nhiều hậu thuẫn từ gia đình, thì thứ duy nhất Tân Hợi có thể dựa vào chỉ là sự chăm chỉ của bản thân. Thứ có thể giúp Tân Hợi phân hóa đi vào tầng lớp cao trong xã hội sẽ là nghị lực, là sự chăm chỉ, là sự cần cù, dám nghĩ, dám làm, dám mơ, dám ước. Tân Hợi có thể thắng cũng có thể thua, có thể thành, có thể bại. Mọi trải nghiệm tồn tại trên đời đều có lý do tồn tại của nó, để chui rèn, để luyện tâm, để đúc tài năng, để gọt rũa vỏ ngoài của viên ngọc thô nào đó. Chỉ cần Tân Hợi không dậm chân tại chỗ trong cái đoạn này thế là đủ. Theo tử vi 2024 bước vào thời điểm đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, cũng sẽ là lúc đại vận âm đến. Cái vận của Tân Hợi sẽ có quý nhân nâng đỡ, giao tốt phù trợ, lộc về dồn dập. Cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, điều này sẽ cho họ sự thịnh vượng dần lên, xứng với những cống hiến mà họ đã trao đi để phấn đấu trong cuộc đời này. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971 thuộc mẫu người chất phát, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người Tân Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng họ mới phản kháng. Nhưng họ chẳng bao giờ để bụng và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng. Họ khoan dung độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy Tân Hợi luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người trong suốt cuộc đời. Họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ, tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó là sai lầm của bạn, thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ mà sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt lợi dụng. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971 thực chất đã có khí chất tôn quý, sang chảnh, nên tính cách thường thanh cao khác hẳn người tuổi Tân Hợi có ngũ hành nạp âm, bản mệnh là thoa xuyến kim, tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Những người này hay được hưởng tài lộc từ quý nhân, nên ít khi phải lao đao vì vấn đề tiền bạc. Mọi người sẽ ấn tượng với họ bởi thần thái cao sang, khí chất quý phái hiếm thấy. Với những người thông thường khác tiếp xúc với họ, dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng và quý phái. Tuy tuổi Tân Hợi ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc như đinh, họ cũng có tình kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Giống như những mệnh kim khác, họ sống nội tâm, đôi lúc khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy hành vi của tuổi Tân Hợi thường độc lạ, mang một phong thái riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành vi quân tử của họ trong việc làm và đời sống. Tuổi Tân Hợi có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực tối cao thì mới có chỗ đắc dụng. Cho nên vì thế, tuổi Tân Hợi giàu trí tiến thủ, muốn được góp sức và lập sự nghiệp. Chắc chắn rằng, những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn và tiêu dao. Người tuổi Tân Hợi rất tinh xảo, có năng lực cảm thụ và năng lượng thẩm mỹ nghệ thuật. Họ là những người suy nghĩ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng,
Nhược điểm cần khắc phục nhất của Tân Hợi chính là sự cả tin. Dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu tiên. Họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất vụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó, vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp được mọi người, nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ bị kẻ xấu lừa gạt hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Tuổi Tân Hợi không thích mê hoặc và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người, càng không nói năng ngọt ngào, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời ra họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, Tân Hợi sẽ tự mình giải quyết. Đối mặt với gian nan thử thách, họ không trông cậy cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp Tân Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Tuổi Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp mọi người vui vẻ, có thể thay người khác đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì. Ngược lại, có khi còn vì quá thành thật trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của tuổi Tân Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay mà đứng nhìn. Nhờ phẩm đức này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt đôi khi Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội, nên có thể dẫn đến thất bại. Tuổi Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi có trí lớn và luôn lạc quan. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có trốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Tuy mọi việc tương đối thuận lợi nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không công nghệ hình thức. Người tuổi Tân Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc họ đảm nhận mọi công việc được giao. Với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, luôn dũng cảm kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi gặp khó khăn, họ sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Tân Hợi thích tự lực cánh sinh nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Tân Hợi mệnh kim là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Tân Hợi sinh 1971 là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Hòa đồng thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở tuổi Tân Hợi. Họ thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng với mình về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm. Ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở Tân Hợi. Vì thế họ thường được hưởng nhiều phước lành, đi đến đâu làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ tận tình. Có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số. Ngay từ khi mới sinh ra, về sau họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Nam mệnh tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn khó khăn,
Bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định đầy đủ. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý, là người sống lương thiện nhân hậu. Bởi vậy nam mệnh tuổi Tân Hợi trong cuộc sống họ được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ ra tay giúp đỡ. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm, cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp, cũng như tài chính, thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng an nhàn. Tổng kết, cuộc đời nữ mệnh Tân Hợi phải bôn ba vất vả, tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, thế nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên được hưởng nhiều phú quý. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Trong thời điểm này, cảnh báo từ sao Thái Tuế cũng không nên bị xem nhẹ, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Vì thế bạn cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi đi lại hoặc tham gia vào những hoạt động có nguy cơ cao. Trong công việc hãy tập trung vào những chi tiết nhỏ, không nên vội vàng hay lơ là. Khi xuất hành xa hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ để đảm bảo an toàn. Về phương diện tình cảm, thời điểm này có thể bạn sẽ trải qua những cảm xúc khó diễn tả, là người khá nhạy cảm, dễ đồng cảm với người khác. Bạn có xu hướng đa tình, và chính điều này đôi khi khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát trái tim mình. Bạn có thể dễ bị cuốn vào một mối quan hệ nào đó, thậm chí cảm thấy khó lòng dừng lại. Nhưng hãy tỉnh táo và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về mặt tình cảm. Người tuổi Tân Hợi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ trải qua nhiều biến động và thách thức. Với bản chất thông minh, vui vẻ và hài hòa, bạn luôn là người được mọi người yêu mến. Tuy nhiên tử vi dự báo rằng trong thời gian này bạn thường xuyên cảm thấy do dự trước những quyết định quan trọng. Sự lưỡng lự này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn mà còn gây tác động đến tiến trình chung của tập thể. Bạn có thể cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên bước tiếp hay quay lại, và chính sự trần trừ này là nguyên nhân cản trở con đường thành công của bạn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, tử vi khuyên bạn nên tạm gác lại những ham muốn về danh lợi. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để theo đuổi những mục tiêu lớn lao về sự nghiệp hay tiền bạc, vì có thể bạn sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Thay vào đó, hãy dành thời gian để học hỏi từ sách vở, từ những kinh nghiệm quý giá của những người đã từng trải qua khó khăn. Đôi khi những bài học từ quá khứ sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Một điểm quan trọng trong thời điểm này là bạn phải tự giúp chính mình, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác, bởi vì bạn mới là người hiểu rõ mình nhất. Hãy vạch ra một tầm nhìn rõ ràng, xác định mục tiêu cụ thể, và đặc biệt là chấp nhận rằng khó khăn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khi đối mặt với thử thách, hãy chủ động tìm kiếm giải pháp thay vì chờ đợi phép màu. Chính ấn là một ngôi sao may mắn trong tử vi, sẽ luôn ở bên bạn. Nhưng bạn cần phải kiên nhẫn, mọi thứ sẽ diễn ra chậm rãi từng bước một, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, bạn sẽ gặt hái được thành quả đáng tự hào trong những tình huống tiêu cực. Đừng vội buồn bã hay nản lòng, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, và chỉ khi bạn biết cách tìm ra những mặt tích cực từ khó khăn, bạn mới có thể trưởng thành. Không ai là hoàn hảo và bạn cũng không cần phải tự áp đặt mình phải trở thành người giải quyết mọi rắc rối một cách toàn vẹn. Điều quan trọng là học cách đối mặt với mọi thứ bằng một tinh thần lạc quan và bình tĩnh. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch là thời điểm mà tuổi Tân Hợi cần phải thận trọng và sáng suốt. Dù có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu biết cách đối mặt với chúng bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực, bạn vẫn sẽ có cơ hội gặt hái những thành quả xứng đáng. Hãy tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng cho những thay đổi tích cực. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có thể đối diện với những thử thách không nhỏ. Tự hình xuất hiện khiến bạn dễ bị nóng vội, suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại. Nhiều khi bạn cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều, nhưng thành quả lại không tương xứng, không được đánh giá cao như người khác.
dẫn đến cảm giác bức bối, khó chịu. Điều này khiến bạn rơi vào trạng thái tự trách móc bản thân và dễ sinh ra tâm lý chán nản, mệt mỏi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thương quan trong thời điểm này dự báo những rắc rối nơi công sở có thể sẽ làm bạn phiền lòng. Bạn có thể gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc xảy ra tranh cãi với cấp trên. Những lúc như vậy, sự nóng nảy có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Và bạn cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy tỉnh táo hơn trong cách xử lý tình huống, lùi lại một bước để nhìn nhận sự việc một cách toàn diện hơn. Một lời khuyên quan trọng trong thời điểm này là không nên quá ôm đồm và nhận hết trách nhiệm về mình. Việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là điều rất đáng trân trọng. Nhưng bạn cũng cần biết giới hạn, đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn để rồi gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình. Hãy khéo léo cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác và việc bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nếu bạn cảm thấy mỗi ngày đi làm trở thành gánh nặng, mất dần niềm vui và đam mê, đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên suy nghĩ về việc thay đổi. Dành quá nhiều thời gian ở một nơi làm việc mà bạn cảm thấy không còn sự hứng thú, trong khi tinh thần và sức khỏe bị bào mòn là điều không nên. Hãy tự hỏi bản thân liệu mình có đang lãng phí thời gian vào những thứ không mang lại giá trị tích cực hay không. Đôi khi thay đổi chính là chìa khóa để tìm lại niềm vui và hứng khởi trong công việc. Và hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi sẽ trải qua những biến động không ngừng với sự xuất hiện của sao Tứ Lục nhập cung chính đông. Dòng chảy vận khí của bạn lên thất thường, chỉ mới vừa thấy tài lộc thuận lợi, tình hình có thể đột ngột đổi chiều, khiến mọi kế hoạch tài chính của bạn rơi vào tình trạng bất ổn. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự cảnh giác và cẩn thận luôn là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản. Khi túi tiền đầy đặn, nhiều người thường bị cám dỗ bởi sự chi tiêu, thích mua sắm những món đồ xa xỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Tuy nhiên, thời điểm này là yêu cầu bạn phải có sự tỉnh táo và tiết chế. Điều bạn học được trong giai đoạn này chính là việc lên kế hoạch tài chính cẩn thận. Hãy để ra một khoản tiền tiết kiệm, phòng hờ cho những rủi ro bất ngờ, bởi vận may không phải lúc nào cũng kéo dài. Đừng để sự đam mê với một món đồ nào đó khiến bạn rút sạch túi tiền đã dày công tích lũy. Hãy xem số tiền tiết kiệm này như một chiếc phao cứu sinh, giúp bạn vượt qua những đợt sóng bất ngờ của cuộc đời. Trong thời điểm này, việc thực tế và lý trí trong các giao dịch tài chính sẽ là chìa khóa thành công cho bạn. Các quyết định kinh doanh cần được xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng nóng vội hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời. Dù có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện, bạn cũng cần phân tích một cách thận trọng, đánh giá kỹ càng về tiềm năng, lợi nhuận cũng như rủi ro. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có và giữ cho dòng tiền của mình luôn trong tình trạng an toàn. Đối với những người tuổi Tân Hợi đang không ngừng tìm kiếm cơ hội làm ăn mới, thời điểm này có thể là thời điểm để bạn bắt đầu xây dựng một nền tảng kinh doanh vững chắc. Các dự án mới có khả năng mang lại nguồn lợi nhuận ổn định, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ. Lợi nhuận không đến ngay lập tức, nhưng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bạn sẽ thấy rằng những nỗ lực của mình bắt đầu đơm hoa kết trái. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch là thời điểm mà tài lộc của người tuổi Tân Hợi đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Dù vận may có đến, nhưng nếu không biết cách quản lý tài sản, có thể dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Hãy nhớ rằng tiền bạc không chỉ là công cụ để thỏa mãn những mong muốn nhất thời, mà còn là nguồn lực để bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn. Việc bạn biết cách kiểm soát và tích lũy sẽ quyết định sự bền vững của tài chính trong tương lai. Thời điểm này, hãy đề cao tính thực tế, tránh xa những cám dỗ vật chất không cần thiết. Hãy dành thời gian để hoạch định cho sự phát triển dài hạn. Bạn sẽ không chỉ bảo vệ được những gì mình đã có, mà còn tạo dựng được một nền móng tài chính vững chắc cho những năm tháng sắp tới. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, người tuổi Tân Hợi sẽ cảm nhận được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống tình cảm nhờ vào sự ưu ái đặc biệt từ vũ trụ. Những vì sao chiếu mệnh đang mang lại cho bạn cơ hội để thăng hoa trong tình yêu, làm mới lại các mối quan hệ với những ai đang độc thân. Một nửa kia có thể bất ngờ xuất hiện khiến bạn không khỏi bồi hồi và choáng ngợp. Người bạn đã mong chờ bấy lâu sẽ đến vào lúc bạn ít ngờ nhất.
mang theo sự ấm áp, thấu hiểu mà bạn luôn tìm kiếm. Tình yêu lúc này như một ngọn lửa âm ỉ cháy sưởi ấm trái tim bạn sau những ngày dài cô đơn. Đối với những người đã có đôi, thời điểm này là cơ hội để cả hai cùng nhau điều chỉnh lại cách giao tiếp, tạo ra một mối quan hệ cân bằng và hài hòa hơn. Dù tình yêu đã qua nhiều thử thách, nhưng chính lúc này lại là thời điểm bạn nên nhìn nhận lại cách cư xử của mình. Đôi khi việc quá lý trí, luôn tìm cách kiểm soát hay yêu cầu từ đối phương, sẽ làm mất đi sự tự nhiên trong tình yêu. Nếu bạn biết lùi bước, biết bao dung hơn cho những thiếu sót của người bạn đời, tình cảm sẽ trở nên dễ chịu và sâu sắc hơn. Trong tình yêu không phải lúc nào cũng cần phân định rạch dòi giữa đúng và sai, giữa trắng và đen. Những cuộc tranh luận hay bất đồng sẽ luôn tồn tại, nhưng thay vì tìm cách giành chiến thắng, hãy chọn cách nhượng bộ, đặt mình vào vị trí của đối phương. Điều này không chỉ giúp bạn giữ được sự hòa thuận trong mối quan hệ, mà còn làm cho tình yêu trở nên bền vững hơn theo thời gian. Hãy nhớ rằng, tình yêu không phải là cuộc chiến để phân thắng bại, mà là sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Bên cạnh đó, thời điểm này còn mang đến cho bạn cơ hội để làm mới tình cảm, tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn mà cả hai có thể cùng trải qua. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để xây dựng lại sự gần gũi, tăng cường kết nối với người bạn đời bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Một bữa tối ấm cúng, một cuộc trò chuyện chân thành hay một cái ôm đúng lúc có thể làm tan biến mọi khúc mắc trong lòng cả hai. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm để người tuổi Tân Hợi đón nhận những điều tốt đẹp trong tình duyên. Tình cảm sẽ nở hoa nếu bạn biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc cho mối quan hệ của mình. Hãy trân trọng và giữ lấy những giây phút bình yên bên người bạn yêu thương, bởi đó chính là nguồn năng lượng giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, với nhiều bận rộn và áp lực công việc, chính là thời điểm người tuổi Tân Hợi cần đặt sức khỏe lên hàng đầu. Giai đoạn này không chỉ đơn thuần là những thay đổi về mặt thể chất, mà sức khỏe tinh thần cũng đang gánh chịu những tác động không nhỏ. Đôi khi bạn có thể cảm thấy công việc, gia đình và cuộc sống hàng ngày tạo nên một áp lực vô hình, khiến tinh thần trở nên căng thẳng, mà chính bạn cũng không nhận ra. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là bạn phải học cách lắng nghe cơ thể mình. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực hoặc lo âu chiếm lấy tâm trí, bởi chúng có thể là nguồn cơn dẫn đến những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Bạn có thể cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát mọi thứ tốt, nhưng thực tế những mệt mỏi về tinh thần đang dần ăn mòn năng lượng của bạn. Lời khuyên cho bạn là hãy dành thời gian cho bản thân, tìm đến những phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng như yoga hoặc thiền định. Những phương pháp này không chỉ giúp bạn thanh lọc tâm trí mà còn cải thiện tinh thần, giúp bạn đối diện với cuộc sống một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn. Trong thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn xấu, lạnh hoặc các món ăn bổ béo, khó tiêu, có thể gây tổn thương cho tỳ và dị, dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, sức khỏe đường ruột ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cơ thể. Do đó, việc lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu và bổ dưỡng là điều cần thiết. Đừng chỉ chú trọng đến việc thưởng thức món ăn ngon, mà hãy quan tâm đến cách mà cơ thể phản ứng với những gì bạn ăn. Ngoài ra, thời điểm này có sự ảnh hưởng của Thái Tuế, vì thế bản mệnh cần cẩn trọng hơn khi di chuyển, đặc biệt là khi xuất hành xa. Đừng vì quá bận rộn hoặc quá vội vàng mà bỏ qua sự an toàn của bản thân. Việc chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình đi lại, đặc biệt là khi bạn lái xe hoặc tham gia các hoạt động giao thông, sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ gặp phải các sự cố không mong muốn. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch không chỉ là thời điểm để bạn tập trung vào sự nghiệp hay tài lộc, mà còn là lúc để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Cơ thể và tinh thần đều cần sự quan tâm đặc biệt trong giai đoạn này. Đừng để những áp lực công việc hay cuộc sống cuốn bạn đi mà quên mất việc nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy dành thời gian để tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn. Hãy luôn nhớ rằng, sức khỏe chính là nền tảng quan trọng nhất cho mọi thành công. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của Tân Hợi sinh 1971. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch
của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch là thời điểm người tuổi Tân Hợi cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi trong vận trình. Đây là tuần mà bạn cần chủ động hơn trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến đời sống cá nhân. Công việc có thể diễn ra chậm hơn so với mong đợi, nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Chính những lúc khó khăn sẽ là thời điểm bạn tích lũy kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh của mình. Tài chính trong tuần này không quá khả quan, có thể bạn sẽ phải đối mặt với một vài khoản chi ngoài dự kiến. Điều này yêu cầu bạn phải lên kế hoạch tài chính chặt chẽ hơn, đồng thời tránh xa những quyết định đầu tư mang tính rủi ro cao. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm. Sức khỏe trong tuần cũng cần được quan tâm, đặc biệt bạn có thể gặp phải tình trạng mệt mỏi, căng thẳng tinh thần do áp lực công việc và cuộc sống. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe. Về tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể trải qua một vài thử thách. Có thể bạn cảm thấy đối phương thiếu sự quan tâm, nhưng thay vì trách móc, hãy thử cùng nhau trò chuyện để hiểu rõ hơn về cảm xúc của cả hai. Những người độc thân trong tuần này cũng cần kiên nhẫn hơn trong việc tìm kiếm người bạn đồng hành, đừng quá vội vàng. Tiếp theo là tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch, người tuổi Tân Hợi sẽ cảm nhận được sự kết thúc của một chu kỳ đầy thăng trầm và chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới với nhiều hy vọng hơn. Công việc dần đi vào quỹ đạo ổn định, bạn có thể nhìn thấy kết quả từ những nỗ lực của mình. Đây là lúc bạn có thể thả lòng một chút, tận hưởng những thành tựu nhỏ trước khi tiếp tục hành trình chinh phục mục tiêu lớn hơn. Tài lộc trong tuần này có phần khởi sắc, nhưng bạn vẫn nên duy trì sự cẩn trọng trong chi tiêu. Những khoản tiền bất ngờ có thể xuất hiện, nhưng cũng có những chi phí phát sinh không ngờ tới. Lời khuyên cho bạn là hãy sử dụng tài chính một cách thông minh, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu và dành phần còn lại cho việc tiết kiệm. Sức khỏe trong tuần này có dấu hiệu phục hồi sau những căng thẳng trước đó. Tuy nhiên, bạn vẫn cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tránh ra những yếu tố gây căng thẳng. Nếu có thể, hãy dành thời gian cho bản thân đi dạo hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời để cải thiện tinh thần. Về tình duyên trong tuần này có sự hòa hợp hơn, những hiểu lầm tranh cãi trong mối quan hệ sẽ dần được giải quyết, mang lại sự yên bình cho cả hai. Nếu bạn biết cách nhún nhường và lắng nghe, mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc hơn. Với những người độc thân, đây là thời điểm bạn có thể gặp được người đặc biệt, nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cần phải vội vã. Quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh 1971 thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh 1971 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Phật bản mệnh A Di Đà là Phật bản mệnh của những người tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tuổi Tân Hợi có thể gặp nhiều thách thức và biến hóa trong cuộc đời, và Phật bản A Di Đà được xem như một nguồn động viên và ảnh hưởng tích cực đối với số mệnh của họ. Phật bản mệnh A-di-đà không chỉ đại diện cho sự bình an và hạnh phúc, mà A-di-đà là vị Phật có tình thương và lòng nhân ái sâu sắc, chú trọng để đến việc giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn và đau khổ. Do đó, người tuổi Tân Hợi có thể tìm thấy niềm vui và sự viên mãn từ việc tìm hiểu về Phật bản mệnh này. Ngoài ra, tư tưởng về việc tích cực giữ đạo đức tốt và xây dựng tâm hồn thanh tịnh cũng là một tác dụng quan trọng của Phật bản mệnh A-di-đà đối với tuổi Tân Hợi. Thông qua việc áp dụng triết lý này vào cuộc sống hàng ngày, họ có thể tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình và tìm kiếm niềm vui, sự hài lòng và hạnh phúc từ việc chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Tượng ba vị thần Phúc, Lộc, Thọ. Tượng ba ông Phúc, Lộc, Thọ cực kỳ phổ biến vì ba vị thần tượng trưng cho ba ước muốn từ xưa của con người. Là Phúc, Lộc, Thọ là sự giàu có, quyền lực và may mắn,
Bên cạnh cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài, ba ông phúc lộc thọ luôn được đặt cạnh nhau, không bao giờ tách rời. Và theo thứ tự cụ thể, bên trái luôn luôn là ông Phúc với tất cả nguồn năng lượng phước lành và may mắn. Ở giữa là ông Lộc với niềm tin về sự thành công và tài chính ổn định. Ông Thọ luôn ở bên phải, mỉm cười và ban tặng những món quà của tuổi Thọ và cuộc sống yên bình. Tượng Long Quy. Long Quy là linh vật mang đầu rồng mình rùa, thể hiện sự mạnh mẽ và quyền uy đối với người tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tượng Long Quy có thể tượng trưng cho khả năng tiền tài, quản lý tài chính và thực hiện các mục tiêu lớn. Các biểu tượng này đã thúc đẩy họ vươn lên vượt qua các chiêu thức và giải quyết khó khăn, tạo nên sự thịnh vượng và thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Long Quy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Tân Hợi duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm những cơ hội mới. Long Quy còn có khả năng tiêu trừ những năng lượng tiêu cực, giúp người tuổi Tân Hợi giữ vững tinh thần và đối diện với mọi vấn đề, giải quyết một cách tự tin. Thuyền buồm đầu rồng. Thuyền buồm kết hợp đầu rồng, tượng trưng cho gió nước, biểu tượng mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh thành công tốt đẹp và thu về nhiều lợi nhuận tiền của. Tuổi Tân Hợi nên đặt vật phẩm phong thủy chiêu tài này trong văn phòng, cửa hàng, với đầu rồng quay vào bên trong để điều hướng dòng tiền, sự may mắn về phía bạn. Tượng voi. Voi loài voi trong tự nhiên có sức mạnh phi thường, không thua gì mãnh hổ hay nhiều loài động vật thông minh khác. Theo phong thủy bày tượng, voi trong nơi ở văn phòng sẽ giúp bình ổn công việc làm ăn, thu hút tài lộc, trấn yểm vận xấu, trong nhà luôn có điểm lành. Kim tự tháp Thạch Anh. Kim tự tháp là một khối hình học đặc biệt, nó có thể sản sinh ra năng lượng đặc thù và vô hình dạng thức năng lượng huyền bí này, được hình thành từ nhiều hướng và công dụng đa dạng vô cùng đặc biệt. Đá Thạch Anh giúp cho dòng năng lượng ổn định và giữ nguyên tính chất khi sóng điện tường và tiêu vũ trụ xuyên qua lớp đá. Cùng một lúc nó đã hội tụ năng lượng cực lớn tại khoảng giữa trung tâm kim tự tháp và ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Dạng năng lượng này có thể giúp cho người thiếu ngủ hay mất ngủ, hoặc người lao động với cường độ quá cao có thể lấy lại sức khỏe. Gương bát quái. Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất, được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Nếu được sử dụng chính xác, gương bát quái giúp ngăn chặn nhiều việc nguy hiểm, ngăn ngừa bệnh tật, tai nạn, trầm cảm, điều tiết khí trường và từ trường trong phòng, khiến tâm trạng bình tĩnh, thoải mái, điều tiết sự cân bằng của cơ thể, dần dần phục hồi sức khỏe khi bị những căn bệnh mãn tính. Biểu tượng cá rào săn phú quý và may mắn là ý nghĩa của biểu tượng hình cá theo phong thủy. Tượng cá chép, cá rồng hoặc tranh vẽ cá sẽ mang đến thịnh vượng cho văn phòng và căn nhà của bạn. Nhiều doanh nghiệp vận dụng thêm yếu tố ngũ hành để đặt bể cá cảnh như cá vàng, cá bảy màu, cá chép gần lối đi để tăng thêm dưỡng khí cũng rất hiệu quả. Quý khán giả thân mến, Phật dạy rằng có 3 điểm báo nghiệp chướng tiêu trừ rất rõ, oan khiên nhiều kiếp cũng được hóa giải, cuộc đời chuyển họa thành phúc. Nếu chỉ có một dấu hiệu này cũng xin chúc mừng bạn. Thấy vận khí thay đổi, nếu bạn thường gặp xui xẻo trong quá khứ và thời gian gần đây, vận may của bạn bắt đầu được cải thiện, điều này có nghĩa là nghiệp chướng của bạn đã và đang có dấu hiệu giảm bớt. Mọi rắc rối đen đủi của đời này đều là hậu quả từ ác nhân mà bạn đã gieo trong quá khứ. Việc bạn chấp nhận và chịu đựng được hậu quả xấu đó sẽ giúp giảm bớt ác nghiệp. Nghiệp chướng cũng sẽ tiêu trừ. Con người khi đối diện với việc phải chịu thiệt, chịu khổ thì trong tâm thường lập tức phản ứng tức giận bất bình. Tuy nhiên, họ lại không biết rằng chịu thiệt và bao dung chính là đang nuôi dưỡng nội tâm an hòa, tính phúc đức sâu dày cho bản thân và con cháu đời sau trải qua khổ nạn trên trần thế này. Không phải là điều xấu hổ, nạn có thể giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng để yên tâm vui sống, chuyển họa thành phúc, cho nên đừng quá lo lắng hay tránh né. Đạo Phật dạy rằng, hưởng phúc chính là tiêu phúc. Chịu khổ mới là tiêu trừ khổ nạn, chịu đựng gian khổ là tiêu nghiệp, hưởng phúc hưởng tài lộc chính là đang tiêu hao tài lộc. Khi nghiệp chướng nhẹ bớt thì vận may sẽ trở nên tốt hơn. Vận khí thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thì đừng chỉ biết hưởng phước mà phải tích phước, còn nếu chỉ chăm chăm hưởng phúc thì sớm muộn gì phước đức cũng tiêu tan hết. Thấy ít phiền não hơn. Nếu bạn thấy những lo lắng phiền não gần đây không còn quấy nhiễu và làm phiền tâm trí mình nữa, đây cũng là một trong những điểm báo nghiệp chướng tiêu trừ. Bởi nghiệp càng nặng thì bạn càng có nhiều lo lắng, thân tâm không lúc nào được yên ổn,
mất ăn, mất ngủ, vì mãi lo nghĩ, nghiệp chướng càng nặng thì càng dễ mờ mắt. Di tâm vọng tưởng mê muội, lúc nào cũng thích suy nghĩ điên đảo, không điều khiển được ý nghĩ của mình, luôn bị tà tâm của chính mình điều khiển và gây ra những hành động ác nghiệp. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc nghiệp chướng, sẽ gây ra những chướng ngại đức năng tâm tánh vốn có của bản thân. Vọng tưởng phát triển khi trở thành sở tri chướng, trở ngại của tri thức trở thành tri kiến, chính là ý nghĩ sai lầm, kiến giải sai lầm. Chấp trước phát triển thì trở thành phiền não, chướng trở ngại của phiền não, tham sân si mạng mi thì trở thành chất độc. Hiện tượng nghiệp chướng tiêu trừ chính là tâm thanh tịnh, không có phiền não nữa, không có vọng tưởng nữa, khi nghiệp chướng tiêu trừ. Nếu vọng tưởng thật sự hết rồi thì đó mới thật là tiêu nghiệp chướng. Nếu vẫn còn suy nghĩ đủ thứ thì nghiệp chướng của bạn cũng chưa được tiêu trừ, khi nghiệp của một người bắt đầu giảm đi, trạng thái tinh thần của người đó sẽ được cải thiện, những vọng tưởng và phiền não sẽ giảm bớt, tâm trí của người đó sẽ ngày càng trở nên thanh tịnh và bình yên như chữ kinh đã dạy. Nghiệp của chúng sinh không mất đi dù sau hàng trăm đại kiếp, nghiệp sẽ tích lũy và chín mùi khi nhân duyên đầy đủ. Bất kỳ nghiệp nào phát sinh từ tham sân si đều là nghiệp bất thiện. Do đó, bạn phải từ bỏ tất cả những nghiệp bất thiện bắt nguồn từ tham sân si, đồng thời phải dưỡng càng nhiều, những thiện nghiệp càng tốt, thì mới mong sớm tiêu trừ nghiệp chướng của bản thân. Thấy sức khỏe được cải thiện, nghiệp chướng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng sinh. Nghiệp chướng nặng hay nhẹ sẽ thể hiện qua thể trạng của một người. Nghiệp chướng càng nặng thì cơ thể càng dễ sinh bệnh. Khi nghiệp chướng thuyên giảm, cơ thể sẽ từ từ phục hồi và ngày càng khỏe mạnh hơn. Theo giáo lý nhà Phật, căn gốc bệnh tật của tất cả chúng sinh, bệnh đau tuy nhiều quy nạp, nguyên do chỉ có 3 loại. Thứ nhất là bệnh sinh lý do đi đứng ăn uống không điều độ. Người xưa thường nói bệnh từ miệng vào, chúng ta ăn uống không vệ sinh, không khoa học ở ăn mặc không lưu ý, nên bị cảm mạo phong hàn. Những thứ bệnh này thuộc về sinh lý, cần tìm bác sĩ chẩn đoán trị liệu. Loại bệnh thứ hai là do oan gia trái chủ tìm đến thân loại, bệnh này không thuộc sinh lý, thuốc thang sẽ không có hiệu quả, thầy thuốc cũng không thể trị hết, chỉ có phương pháp duy nhất đó là hòa giải cùng oan gia trái chủ để họ tiếp nhận đồng ý và rời khỏi. Cho nên pháp sử siêu độ thông thường dụ ý chính là hòa giải tiếp nhận, cũng có không ít loại bệnh. Thứ ba là bệnh nghiệp chướng, không phải sinh lý, cũng không phải ban gia trái chủ, mà do chính mình tạo nghiệp quá nặng. Loại bệnh này rất phiền phức, thuốc thang không hiệu quả, siêu độ cũng không tác dụng. Đức Phật nói, loại bệnh do nghiệp chướng này gây ra, chỉ có một phương pháp chữa trị chính là chân thành, sám hối. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng, bệnh liền có thể khỏi. Trong Phật Pháp, nếu biết được căn nguyên của bệnh này, hiểu được phương pháp đối trị, chúng ta không cần phải tốn nhiều tiền thuốc thang. Quan trọng nhất phải dùng tâm chân thành, sám hối tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Thế nhưng điều trị vẫn là phương thức cần thiết. Nó có thể giúp chúng ta hồi phục sức khỏe, từ đó mới có đủ sức và thông tuệ để nơi nội tâm sám hối đoạn ác, tu thiện. Trên đây là 3 điểm báo nghiệp chướng tiêu trừ. Theo giáo lý nhà Phật, bạn có được mấy dấu hiệu trong đó? Như vậy nghiệp chướng là chướng ngại tích tụ lâu dài, muốn tiêu trừ thì phải tích phước lâu ngày, nghiệp chướng mới có thể dần dần tiêu biến. Cuộc đời khi đó cũng sẽ thuận lợi, bình an, chuyển họa thành phúc, yên tâm vui sống mãi về sau. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.